Hello, chào mấy anh em lại trở lại kênh Channel PT Nhật Đức. Hôm nay là buổi tối nha. Đấy, sau khi cái loạt video mình up lên về cái lọc gió Hilo Ducho 300 của Indo thì được rất nhiều sự ủng hộ của anh em. Cầm nó nặng mỏi tay luôn anh em nhé, hàng xịn mà cầm mỏi tay luôn. Đây, Hilo Ducho 300 Indo nhé. Đấy, hôm nay thì mình lại tận cảnh thay cái lọc gió Hilo Ducho 300 này. Anh ướt anh giúp em tí bác. Không mà nước rồi, em lại chưa tắm. Đây, đây là anh vẽ nhá. Đây anh đang trực tiếp tự tay tháo cái lọc gió của Hilo Ducho 300 anh em nhá. Đấy, như cái video trước thì mình đã update lên cho các bạn xem rồi. Các bạn xem rồi các bạn biết là cái lọc gió Hilo này nó có hai đời. Một đời là Hilo Ducho 300 nhập khẩu Indo thì nó sẽ ngắn hơn mà lọc là đi là sắt anh em ạ. Đi sắt nhá. Còn nếu mà lọc gió Hilo 300 đời mới rồi thì nó bằng đáy cao su. Đấy, đây, bác ra vẽ bác mua của mình cách đây được quá rồi. Cái lọc này phải được 5 rồi anh nhờ. 5 chưa anh? Phải hơn 5 rồi anh nhờ. Từ đợt mua của em được 5, hơn 5 chưa anh? Đấy, đợt trước thì mình cũng đã bán cho bác vẽ cái lọc này nhá. Đấy. Rồi, giấy rất là ngon luôn. Giấy rất ngon anh em nhé. Giấy rất là ngon luôn này. Đâu có cái rẻ đâu anh. Đấy. Rẻ anh có anh ơi. Chết rồi. Mình lại quên không có đây. Cho bác đi tặng cái ăn này vậy. Anh ơi, anh cầm tạm cái rẻ này vậy, em mới đang hết mất cái rẻ. Đấy, đây nhá, đây là đang xem cảnh thay cái lọc gió của Hilo 300 Ducho. Đấy. Đấy, khi thay lọc gió thì anh em nhớ bỏ cái rẻ ra vệ sinh sạch sẽ, như này sẽ được bẩn một trong bẩn bên trong này. Đây, xe của anh vẽ thì luôn luôn vào đầm lầy và các thứ anh ra là nó rất là bẩn. Vì xe của anh là xe cá mà nên này vào đầm lầy rất là nhiều, vào ao thì bốc hàng các bác. Đấy, nên ra là rất nhiều vào lầy đất nó bắn lên thì ra nó hay bị sộc vào cái này. Đây các bác nhìn này, hôm nay trời sáng nay có mưa một tí mà bây giờ nó bẩn kinh này rồi. Khi anh em thay lọc gió nhớ vệ sinh sạch sẽ cái đáy đây cho mình nhé. Đấy, rất là ngon luôn này. Cái lọc này nhà mình bán cho anh ấy cách đây tầm hơn 1 năm anh em à. Đấy, đen ngòm luôn, sao không? Quá là bẩn luôn. Thấy không? Rất đơn giản. Đây lọc gió Hilo Ducho 300 hàng Indo. Đấy, cầm lặng trịch anh em nhé. Mai mình sẽ có cái cân, có cân anh em xem, có cái lửa cân anh em cầm lặng kinh luôn đấy. Lặng kinh khủng luôn. Hàng xịn mà lặng kinh khủng. Anh em mà mua hàng nhớ để ý cho mình nhé. Hàng xịn lọc luôn luôn rất là lặng. Còn năm mua bán mua hàng rẻ tiền thì cầm lọc nhẹ lắm. Đây đang buổi tối bây giờ, hiện tại đang Hà Nội đang rơi 8 giờ tối ạ. Đấy, mình nói các bác rồi là ở tuyến đường nhà mình là một trong những cái khu sầm uất nhất thủ đô về chợ cá. Chợ cá này là một trong những cái chợ cá mà nổi tiếng nhất miền Bắc, to nhất miền Bắc luôn. Tất cả các bác ở các tỉnh là Hải Dương rồi Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ rồi gần như là tất cả miền Bắc, nếu mà liều cá lớp ngọt thì có đổ về cái bến chợ cá ở cái khu vực mình đang sống đây. Mình đang mở càng đây. Đấy, các bác thấy không? Đây là anh về cũng rất chuyên nghiệp rồi, đã quá xanh sọi với chiếc xe này rồi. Gắn bó với anh nó phải được, con này gắn bó với anh được 4 5 năm chưa nhỉ? 6 năm đấy, các bác thấy không? Ui. Con này 2016 à anh? 2016 đây 6 năm anh em ạ. Thấy không? Đấy, gắn bó với bác 6 năm rồi nhá. Gắn bó 6 năm rồi đấy anh em ạ. Nhà bác có hai con. Một con Hilo này là con Hilo Hilo 300 và bác vừa mới mới một con gọi là con Lưu Mai Ti 110S. Đấy, mới đét luôn, máy điện. Đấy, hiện tại bây giờ bác vẽ đang sở hữu là hai con. Đấy. Đây đang cận cảnh thay cái lọc gió nhá. Con này sao anh phải nghiêng người tí thôi, em lấy cái bạt cho anh nghiêng người tí thôi. Đây mình sẽ lấy cho anh cái bạt này anh nghiêng người cho đỡ bẩn. Anh ơi anh nghiêng người đây tí anh này. Anh nghiêng người đây tí này cho ấn. Anh nghiêng người vào tí có cái lực. Anh phải nghiêng người. Anh phải nghiêng người cơ. Con đâu anh? À, con này thì thay lọc gió này anh em. Như ý là ấy, nó lại phải nghiêng người đây. Đây là con Hilo anh em nhá, Hilo 300 này. Đấy, rồi, đây mình lại review lại cái tay gương cầu mà mình đã lắp cho anh nhá. Đây, anh em này, tay gương cầu này. Đấy, tay gương cầu này mình lắp cho bác gì đây. Đấy, nhiều anh em hỏi mình là cái tay gương cầu này lắp như thế nào thì đây, hôm nay mình lại quay review lại cho anh em. Đây, tay gương cầu đây anh em nhé. Đây là một là bác bị cắt đi thôi, hai là anh em cứ để nguyên cả cái vú nhựa của nó. Đây là anh em cứ để nguyên như này này. Anh em
bên lái tiếp vào đây cũng được, không cần phải cắt đi đâu ạ. Cắt đi nó sẽ làm cho cái gương này nó bập bênh. Nó bập bênh này. Bây giờ thấy không? Đây này, bác cắt đi bập bênh. Anh em cứ để nguyên cái nhựa cho mình. Và bắt hai nóc này nó sẽ vào vừa cái tay gương cầu này. Và chúng ta nhìn thấy đầu chúng ta xoay này. Đấy, chúng ta xoay này, chúng ta nhìn thấy đầu này. Đấy, anh em thấy không? Rất là hay luôn này. Đấy, anh em nhìn nhé. Hero Duro 300. Anh nghiêng người tí anh ạ. Anh ơi, anh nghiêng người tí cho em. Anh ơi, nó có cái vấu ở chỗ này này. Chỗ này nó có cái vấu này. Nó vào đúng cái vấu này. Anh, nó có cái vấu anh ạ. Đấy, nó có cái vấu, anh phải cho đúng cái vấu đấy của nó thì mới vào được. Đấy, cái kia anh ơi. Cái này là anh cho vào đúng đây cho em. Đấy, đúng rồi, chuẩn luôn. Bên trong đấy, anh thấy không? Thế nó mới vào được. Để bên trong anh cho trước. Anh đừng cài vội. Đấy, anh em nhớ nhá, thay lọc gió hilo thì nó sẽ có cái vấu. Nó có cái vấu thì chúng ta phải cho vào đúng cái vấu đấy thì nó mới vào được khớp đó. Nó không cho vào vấu thì không khớp được. Đấy, rất đơn giản thôi, anh em phải để ý một tí cho mình. Anh lấy ngoài cho em. Chưa vào vấu, nó phải ngậm vào đây cơ. Nó phải ngậm thật vào đây cơ, anh lấy ra cho em. Đấy, nó phải như thế. Thôi, thì nó phải vào vấu, một là vào vấu này, hai là vào vấu này, nó phải vào vừa kít đây nhỉ. Cái vấu này vào đây. Vấu này phải vào một trong những cái chỗ mà thừa của nó. Anh sờ ra cái vấu làm vị trí nào. Đấy, đúng rồi, chuẩn bài đấy, trời ơi. Đó. Đấy, anh em thấy không, rất đơn giản thôi, nhưng mà nó phải có cái vấu ấy. Ui, chết cả mình. Vú à. Đấy, nó phải đứng cái vấu của nó mới vào được anh em nhá. Đấy, bọn em là có một cái vấu, dòng gió nào nó có cái vấu. Anh em phải nhìn đúng cái vấu đấy, cho vào cái vấu đấy bắt đầu mới cài được cái phe được. Không là nó không vào đâu. Lăn công một tí thôi nhưng mà thực kỳ hay đấy anh em nhé. Con này là lọc gió của Hino Ucho. Dạ dạ không ạ. Là hỏng rồi ạ. Con này ung thư giai đoạn cuối rồi. Đấy, nó như lá phổi của chúng ta thôi. Thành ra là anh em cứ các bác tài nào mà không muốn lười, không muốn thay thì anh em cứ xin ra đây. Đấy, con này là Hino Ucho 300, là hàng xuất khẩu Indo. Đấy, là cống hiến cho anh vé 65 rồi. Đấy, là cống hiến cho anh 65 rồi anh em nhé. Đấy, đây này, vẫn còn rất mộc mạc luôn. Đây, cái tay gân cầu đấy nhá, đấy, anh em bắt như này nhá. Nhưng mà đừng cắt này như của mình. Các bác cứ để nguyên, các bác bắt thôi là sẽ ok ạ. Anh có cần phải nghiêng người không anh? Anh cho vào trong trước đấy, anh phải cho trong trước. Không, nó có nước cá, em chưa tắm. Không, em mà làm giúp bác đi rồi. Hả? Đang có nước, chưa tắm. Thôi thì em làm cho bác luôn. Đấy, đi ra buổi tối ra là nó hơi phức tạp một tí thôi. Ở đây anh em mình sẽ đo cho anh em mình cái kích thước của cái lọc Hero Ducho 300 này nhá. Đây, con này là nó có hai đời. Không nhiều bác mà không biết là cứ nhầm sang cái đời Hero 300 đời mới bây giờ thì nó sẽ khác hoàn toàn. Đấy, anh em phải nhớ là cái đời được chưa anh vẽ được chưa? Nước à? Đây. Anh rửa tay đúng không? Ồ chết rồi. Cái rẻ anh? Cho anh chín rẻ nào. Anh ơi, xà phòng được không anh? Thế rồi, nhà mình thì hôm nay đã hết sạch rẻ mất rồi. Hôm nay dùng nhiều rẻ quá, hết sạch rồi. Chưa kiếm được cái rẻ nào cho bác ấy đâu. Đây, đây, ngoài vệ sinh lấy. Cái thằng này vệ sinh mà không có rẻ cho bác. Đùa, nhà mình này đang khan rẻ hay sao ấy, làm nhiều quá. Đây, em tí. Chết rồi anh vẽ ơi. Em lại đang hết rẻ rồi. Anh cầm tạm anh nào vào xong em lấy rẻ em để đi ăn cho. Anh ơi để ăn. Đấy anh em thấy không? Buổi tối thì ở đây mở hàng rất là muộn. Đấy nha, anh em nào mà có nhu cầu thì ủng hộ mình nhá. Đấy, phụ tùng tôi nhà Đức đây. Anh em vào nhớ đúng nhất phụ tùng tôi nhà Đức cho mình ủng hộ mình nhá.
phải không? Rất là muộn, buổi tối ở đây rất là đông. Thank you chị rất nhiều ạ. Thank you chị. Đây mình lại tìm cái thước đo cho các bác lại cái độc gió của Hilo Ocho 300 này nhá. Thank you chị gái, thank you chị gái rất là nhiều. Đây, anh trai chị gái đã ủng hộ buổi tối. Ây trời ơi, một cái thước ở đâu rồi? Ở đây nó nhiều đồ lắm các bạn, nhiều khi mà vứt rồi xong cũng không nhớ ở đâu luôn. Đấy chính là cái phụ tùng ô tô là như thế. Rồi ạ, em cảm ơn anh nhá. Ok ok anh chị đi ạ. Vâng ạ. Mai hai con cá là xong luôn rồi chú ạ. Thank you anh em nhá. Thôi mình xin tạm dừng cái video này đây. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo và hẹn gặp lại anh vẽ ở một sản phẩm tiếp theo của Thiệu Đô Nhà Đất.